Oan oan, vô ưu không có ý gì với con đâu. Con đừng để bụng nhé. Dạ không sao đâu gì, con hiểu mà. Két. Xin chào nhiếp phu nhân. Linh Lung, hai người này là... Hai người này là học viên của học viện lính đánh thuê Xích Diễm. Cũng tính là học đệ học muội của con đó mẹ. Hôm nay đi ngang qua nhiếp gia, tiện thể đến thăm hỏi một chút. Chắc hẳn chị là sư tỷ nhiếp vô ưu phải không? Đứng dậy. Đúng vậy. Sư tỷ vô ưu, chị là truyền kỳ của học viện lính đánh thuê Xích Diễm bọn em đấy. Hôm nay gặp được chị thật đúng là vinh hạnh. Hơ. Nào có, kỷ lục của tôi đã bị em gái Linh Lung phá vỡ rồi. Nếu nói về truyền kỳ của học viện thì phải là Linh Lung mới đúng chứ. Nhiếp vô ưu nhận không ra đấy. Cô khiêm tốn như vậy từ khi nào thế? Mau nhận thua đi, nếu không em sẽ không thả. Oa, năm đó đánh không lại mình, lại canh lúc mình ngủ thì trói mình lại. Em gái luôn muốn mình nhận thua này, đổi tính đổi nét rồi à? Anh à, vốn là người một nhà, chuyện Linh Lung mạnh hơn em là sự thật. Dù có không thừa nhận thì cũng không làm gì được. Hứ. Sao cô ta lại ở đây? Vị tiểu thư oan oan này, trong lòng không nỡ bỏ Đường Đường, nên đặc biệt đến từ Hoa Quốc, chạy đến Độc Lập Châu để thăm Đường Đường. Người phụ nữ này, lần trước gặp tại Kỳ Gia, không phải tên Bạch Phong sao? Còn có mối quan hệ khá tốt với Kỳ Tu Nhiễm, sao bây giờ lại tên Oản Oản gì rồi? Oản Oản Hoa Quốc, từng nuôi dưỡng Đường Đường. Như vậy thì người phụ nữ này thật sự là nhiếp vô ưu rồi. Trước đây từng phái mấy nhóm lính đánh thuê đến bịt miệng cô ta, vậy mà lại để cô ta thoát được. Không ngờ rằng người phụ nữ đáng chết này lại từ Hoa Quốc chạy đến Độc Lập Châu. Chẳng trách Kỳ Tu Nhiễm lại đối xử tốt với ả phụ nữ ngu ngốc này. Chỉ sợ rằng anh ấy đã phát hiện được thân phận thật sự của cô ta. Có điều hình như cô ta đã mất trí nhớ rồi thì phải. Tuy không biết tại sao, nhưng đối với mình thì như vậy là đã đủ rồi. Thân phận của cô ta vĩnh viễn sẽ bị người khác thay thế. Ha ha, thì ra là tiểu thư Oản Oản, chúng ta lại gặp nhau rồi. Trời ơi, mình quên sạch sành sanh cái cô nhiếp Linh Lung này rồi. Nếu như thân phận của mình mà bị tiết lộ, sợ rằng phía không sợ mình. Nếu như tiểu thư Oản Oản thích con nít như vậy, sao không sinh một đứa đi? Cứ nhắm vào con trai của chị tôi không buông, như thế không được hay cho lắm nhỉ? Két, làm phiền mọi người, tiểu thư Linh Lung có tin báo. Người đàn ông này hình như đã gặp qua ở đâu rồi. Người đàn ông này lúc trước ở Hoa Quốc từng ám sát mình. Không lẽ người đứng sau chính là nhiếp Linh Lung? Nhưng mình và cô ta không thù không oán, tại sao lại ám sát mình? Đợi đã, lúc trước nhiếp vô danh nói rằng anh ta đến Hoa Quốc để tìm em gái. Sau đó thì Đường Đường đến Hoa Quốc để tìm mẹ. Rồi tiếp theo, nhiếp vô ưu được tìm thấy ở Độc Lập Châu. Nhưng nhiếp vô danh lại nghi ngờ rằng đó là nhiếp vô ưu giả mạo. Thậm chí ngay cả cầu tạp toái cũng dấy lên lòng nghi ngờ. Nếu như nói mình là nhiếp vô ưu, vậy thì mọi chuyện trở nên hợp lý rồi. Nhưng nếu thật sự là vậy, thì anh ruột và mẹ ruột lại không nhận ra mình sao? Nhưng dù sao đi nữa, nhiếp Linh Lung và người đàn ông đuổi giết mình nhất định là có mối quan hệ gì đấy. Tôi nghe anh vô danh nói tiểu thư Linh Lung được tiểu thư vô ưu đưa về làm con nuôi của nhiếp gia. Nhờ có cô ấy, tiểu thư Linh Lung mới có thể sinh sống ở nhiếp gia, còn trở thành truyền kỳ của học viện lính đánh thuê Xích Diễm. Chắc là tiểu thư Linh Lung phải cảm kích tiểu thư vô ưu lắm nhỉ?
Đúng vậy, tôi vô cùng biết ơn chị Vô Ưu, mỉm cười. Nếu đã như vậy, sao cô lại cố hết sức phá vỡ kỷ lục của chị cô ở học viện lính đánh thuê Xích Diễm thế? Cô bớt ở đây mà chia sẻ mối quan hệ chị em của sư tỷ đi. Chuyện của học viện lính đánh thuê Xích Diễm bọn tôi liên quan gì đến cô? Cô hơi không có chừng mực rồi đấy. Là khách ở nhà người khác mà lại ăn nói hớ hênh như vậy. Bơm. Hai cái tên tiểu tạp toái này, anh em kết nghĩa của Nhiếp Vô Danh, là người mà các ngươi có thể châm biếm sao? Ta cho các ngươi 3 giây, nếu vẫn còn ở trước mặt ta thì ta sẽ đánh chết đấy. Anh đang làm gì vậy hả? Sư tỷ, đám học đệ học muội vô dụng này của cô mà cũng dám vô lễ với bạn tôi. Anh à, hai đứa nó tính tình thẳng thắn nên mới nói nặng lời một chút. Sao anh lại động tay động chân đánh người ta? Anh quá đáng thật đấy. Chuyện này mà truyền ra ngoài, mặt mũi của Nhiếp gia để ở đâu đây? Sao nào? Tụi bay muốn tạo phản hả? Nhà này tôi là anh lớn, là người có tiếng nói trong nhà. Các người không để mặt bạn tôi, cũng như đang đánh vào mặt tôi vậy. Đừng trách tôi không khách sáo. Đủ rồi, Nhiếp Vô Danh, đừng có cản rỡ như thế. Cảm giác an toàn thật, sau này mình nên đối xử tốt với anh ta một chút nhỉ. Vậy sư tỷ Linh Lung, bọn em đi trước nhé. Xin lỗi, hôm nay tiếp đãi bọn em không chu đáo. Không sao, không sao. Tiểu thư Oản Oản, hôm nay nhà tôi có chuyện, cô nên về trước đi, chúng tôi không tiện tiễn cô. Oản Oản hiếm khi đến đây, ăn bữa cơm đã rồi hẵng đi. Đợi thêm chút nữa Đường Đường cũng về rồi. Nhưng mà mẹ, dù gì cô ấy cũng chỉ là người ngoài, Vô Ưu. Oản Oản là bạn của anh hai con, đừng có ngang ngược như thế. Càng nhìn con bé Diệp Oản Oản này, trong lòng mình càng thích, thậm chí còn hy vọng con bé có thể ở lại đây thêm vài ngày nữa. Con cảm ơn gì? Con đừng khách sáo. Oản Oản, khi nãy Vô Danh có nói con nó với con là anh em kết nghĩa sao? Dạ, đúng vậy. Con với anh Vô Danh là anh em kết nghĩa. Mình thành anh em kết nghĩa với anh ta từ khi nào vậy? Miệng của cái tên này càng ngày càng. Nếu đã như vậy thì ta nhận con làm con nuôi được không? Mẹ muốn nhận người phụ nữ này làm con nuôi sao? Giỡn hả? Mẹ à, mẹ mới gặp tiểu thư Oản Oản này một lần đầu tiên thôi, sao lại dễ dàng nhận cô ta làm con gái nuôi như vậy? Đúng đấy mẹ, chuyện này phải đợi bà về thương lượng với nhau rồi mới quyết định được chứ. Oản Oản rất tốt đấy, dựa vào mối quan hệ của bọn tôi thì mẹ nhận cô ấy làm con gái nuôi cũng đâu có vấn đề gì. Nhưng ba vẫn chưa về, như vậy có hơi qua loa quá không? Đã mấy giờ rồi, sợ rằng ở bên ngoài kia ba đang bị con cáo nào mê hoặc tới mức không động đậy nổi rồi cũng nên. Hỗn xược, mày nói ba láp ba xàm gì thế hả? Nói ba ruột của mình như thế, tên này có lương tâm không vậy? Chuyện này đúng thật là hơi đường đột rồi. Oản Oản, con suy nghĩ vài ngày đi đã. Dạ vâng. Phu nhân, có đại công tử Thẩm gia ghé thăm. Đại công tử Thẩm gia, thần tài tới rồi mà hả? Mau mau mau, mau mời cậu ta vào đây. Kết, bác gái, anh Nhiếp, đã lâu không gặp mọi người. Ha ha ha, chú em Thẩm, lâu rồi không gặp ha. Nào nào nào, anh Nhiếp, chút quà gặp mặt này, soạt, vang dòng. 4 số 9 Authentic. Chú em Thẩm, chú em làm gì vậy? Chúng ta là anh em kết nghĩa mà. Chú tặng anh thỏi vàng này, chẳng phải là đánh vào mặt anh sao?
Lần sau đừng có như vậy nữa nghe. Ha ha ha. Dạ dạ. Anh Nhiếp, em biết rồi. Lần sau em sẽ tặng anh cục vàng to. Sao mà kỳ lạ dữ vậy trời. Nào, quản gia, ông cũng vất vả rồi. Cục gạch vàng. Cục gạch vàng. Cảm ơn thẩm đại công tử. Nào, vô ưu, linh lung. Lâu rồi không gặp. Quà gặp mặt đây. Cảm ơn, chúng em không cần đâu. Xà mồm thật đấy, không cần thì thôi. Nào nào nào, dì Nhiếp. Quà gặp mặt của con ạ. À. Ơ kìa. Cái này. Nào em gái, em cũng có phần. Ai vậy? Mình với anh ta còn chưa quen biết gì nhau đấy. Vậy mà đã tặng mình một thỏi vàng ròng rồi. Nhưng mà. Nhận lấy. Cảm ơn. Thỏi vàng miễn phí này, ngốc mới không nhận. Người đẹp này là ai vậy? Chưa từng gặp thì phải. Chú em Thẩm, đây là em gái kết nghĩa của anh. Là em gái kết nghĩa của anh à? Chú em Thẩm, hôm nay chú đến đây có việc gì sao? À đúng rồi, đúng rồi. Suýt nữa thì quên mất chuyện chính. Ha ha ha. Vài hôm nữa em sẽ tổ chức tiệc chia tay. Mời mọi người đến chơi. Người đẹp đến chứ? Ơ, tôi không rảnh lắm. Tiệc chia tay là cái quái gì hả trời? Em gái hữu danh này, nó là đại công tử của Thẩm gia đó. Tiền nó nhiều lắm. Sự tiệc chia tay của nó là sẽ có cục gạch vàng đấy. Vâng, chắc chắn sẽ đến. Được, được, được. Thẩm chú em, chú yên tâm. Ai không đến làm cháu? Không đến thì vai vế sẽ thấp hơn người kia một bậc. Vậy em đi trước đây, cả nhà nhất định phải đến đấy nhé. Thẩm chú em, anh tiễn chú. Đúng là đứa con trai ngốc phá nhà. Bà ngoại, con về rồi. Ô, quỷ nhỏ về rồi đó hả? Đi đâu giờ mới về thế? Cậu à, chú ý lại ăn tiếng nói chút đi cậu. Đường đường. Mẹ. Đường đường, con gọi ai là mẹ đấy hả? Mẹ à, không phải mẹ đang ở Hoa Quốc sao? Mẹ đến Độc Lập Châu được một thời gian rồi, cứ muốn đi thăm đường đường, nhưng mà không tiện lắm. Mẹ này, mẹ cứ xem Nhiếp gia như là nhà của mẹ nhá. Có thể đến tìm con bất cứ lúc nào. Đúng thật là một giọt máu đào hơn ao nước lã mà. Người phụ nữ này rõ ràng là đã mất hết ký ức. Đường đường cũng không biết cô ta là mẹ của mình. Vậy thế mà lại thân thiết đến như vậy. Cậu à, cậu nói xem. Tốt nhất là cậu không nói gì nữa. Cậu sợ lựa lời không đúng. Cậu chắc chưa? Nếu như bà ngoại biết được. Nhóc con, con xem con đang nói gì vậy hả? Oản oản chăm sóc con ở Hoa Quốc lâu như vậy, đương nhiên là có thể coi Nhiếp gia như nhà của mình rồi. Ha ha ha. Đường đường, con đừng có hư như vậy. Cô ta không phải là mẹ của con. Con không ngại có thêm một người mẹ nữa đâu. Linh lung, đừng nói nữa, đều trách chị. Trách chị khi trước đã để lạc mất đường đường. Đường đường, con nhìn xem, con làm mẹ con đau lòng rồi đấy. Thôi, đến đây được rồi. Oản oản chăm sóc đường đường ở Hoa Quốc lâu như vậy, tình cảm hai người thắm thiết cũng là lẽ thường tình. Lẽ nào các con muốn đường đường là một người máu lạnh hay sao? Xem ra, chủ mẫu của Nhiếp gia cũng bắt đầu bênh vực cô ta rồi. Nhưng mà cũng chả sao, luôn có cách khiến cho cô ta không được lòng ở Nhiếp gia này. Mẹ, con dẫn mẹ đến nhà ăn. Mẹ à,
Tối nay ngủ lại đây nhé. Đường đường không được quậy, Di Diệp còn có việc. Lúc nãy ăn cơm, Nhiếp Đường Tiêu liên tục gắp thức ăn cho Diệp Oản Oản, chứ đừng nói gì là thân thiết thôi. Mấy ngày nay con không có việc gì cả, nếu như dì Nhiếp không phản đối thì con có thể ở lại cùng với Đường Đường. Bà ngoại, đương nhiên là được rồi. Nhà cũng không có nhiều phòng trống. Không sao, mẹ con có thể ngủ với con, phòng và giường của con rất lớn. Xoa nhẹ. Mẹ, mẹ ngủ chung với Đường Đường được không? Được. Oản Oản, không phải cô nói chiều nay còn có việc sao? Đi, tôi lái xe đưa cô đi. Mình nói chiều nay có việc hồi nào nhỉ? Cô không cần không sợ Minh nữa hả? Ha ha, bây giờ mình là Minh chủ cũng không sợ Minh, cho dù mình đang ở Nhiếp gia. Mẹ, khi nào mẹ về? Lưu luyến không nỡ cái gì, đi cùng luôn đi. Vâng, Đường Đường đi cùng với mẹ. Bộp. Anh à, sao anh có thể để Đường Đường đi cùng với người lạ như thế? Có tôi ở đây, cô sợ cái gì? Chú ý lời nói của dì một chút đi. Ở Hoa Quốc cô ấy là mẹ của con, không phải người lạ. Đường Đường, mẹ chỉ là đang lo lắng cho con thôi. Được rồi, vô ưu. Để Đường Đường đi đi. Đường Đường, đi ra ngoài, nhớ đi theo Oản Oản và cậu con. Đừng có chạy lung tung, có biết chưa? Dạ, bà ngoại, con biết rồi. Bà chủ Hữu Xanh, diễn xuất của tôi tốt chứ? Tôi còn có việc, cô đưa Đường Đường đi chơi đi. Với lại, trong người cô có tiền không? Cho tôi chút đỉnh đi. Không phải anh đã có thỏi vàng kia của công tử Thẩm gia rồi sao? Em gái Hữu Danh, vàng là vàng, tiền là tiền, hai thứ khác nhau mà. Ờ, vậy đưa thỏi vàng kia của anh đây, tôi sẽ đưa tiền cho anh. Em gái Hữu Danh, thật ra tôi nắm chặt. Cục cưng của ta, cháu trai ngoan, không có. Tên này không phải là lúc đầu đã thề độc, nếu như còn dùng một đồng nào của Nhiếp gia thì cả nhà hắn liền chết hết sao? Nhưng đứng ra thì Đường Đường không mang họ Nhiếp. Chỉ tiếc là không biết cha của Đường Đường là ai. Được rồi, được rồi. Xin tiền con nít. Còn ra thể thống gì nữa? Mau cầm lấy đi, em gái Hữu Danh. Tôi nói mà, dựa vào mối quan hệ của chúng ta, cô không thể không cho. Mẹ ơi, mình đi đâu? Mẹ còn có chút việc phải làm, con đi cùng mẹ nhé. Nhưng mà Đường Đường không được nói lung tung đâu đấy. Là sao vậy mẹ? Ngồi xuống. Đường Đường có biết không sợ Minh không? Biết chứ ạ. Chẳng có gì tốt đẹp cả. Đường Đường, bây giờ mẹ là Minh chủ của không sợ Minh. Mẹ là tóc húi của ca. Vì có chút hiểu nhầm nên mẹ mới phải làm tóc húi của ca. Vậy nên lát nữa con đi cùng với mẹ đến không sợ Minh. Tuyệt đối không được nhắc đến chuyện mẹ ở Trung Quốc nhé. Có được không? Vâng. Gật đầu. Từng gặp Minh Chủ. Sao Minh Chủ lại dẫn thêm một đứa bé? Đừng nói là con riêng của Minh Chủ đó nhé. Kết. Gừ. Tiêu rồi, Tiểu Hắc cũng ở đây. Đại Bạch. Đại Bạch với Đường Đường thì thân với nhau, nhưng Tiểu Hắc chừng ngửi ngửi cọ rầm. Phong tỷ, chị về rồi hả? Phong tỷ, thằng nhóc này là ai? Mẹ ơi, anh ấy ổn quá. Mẹ, Phong tỷ có con lớn vậy rồi sao? Thất tinh, thằng bé đó gọi Phong tỷ là mẹ. Nghe thấy rồi. Đúng là giống thật. Cậu nói xem bố thằng bé là ai? Kỳ Hoàng ư? Tôi thấy giống Tu La chủ hơn đó.
Nhưng trông thằng nhóc có khí chất thật, quả nhiên là con trai của Phong tỷ. Nào, đến đây anh ôm cái nào. Mẹ vất vả rồi. Vất vả cái gì? Ngày nào mẹ cũng phải làm việc với một người thiểu năng như thế này. Cốc cốc cốc, vào đi. Minh chủ, đại công tử Thẩm gia muốn gặp người. Đại công tử Thẩm gia, anh ta đến đây làm gì? Phong tỷ, anh ta đến đây chắc chắn chẳng có ý đồ tốt đẹp gì. Anh ta đến tính sổ đó, không sợ Minh từng cướp tiền của Thẩm gia, e là muốn đến gây chuyện với mình rồi đây. Thẩm gia đến bao nhiêu người? Không nhiều, chỉ có vài người. Ít người như vậy chắc không phải đến để tính sổ chứ. Tam trưởng lão, Thất tinh bắt đầu, mọi người ra tiếp đãi đi. 5 phút nữa dẫn đại công tử Thẩm gia đến phòng làm việc của tôi. Vâng. Đường đường, con cùng Đại Bạch và Tiểu Hắc đến phòng đợi mẹ nhé, được không? Vâng ạ. Trước đây đại công tử Thẩm gia từng gặp mình ở Nhiếp gia. Kết. Mình không thể để anh ta nhận ra được. Cô chính là minh chủ của Không Sợ Minh. Ló ra. Thẩm đại công tử đại giá quang lâm, không biết có chuyện gì không? Ừ, minh chủ Không Sợ Minh, năm xưa cô từng cướp tiền của Thẩm gia, giờ gặp tôi chắc chắn cô sợ lắm nhỉ. Bản thân thì núp sau lưng người khác, vậy mà nói mình sợ. Thẩm đại công tử, có chuyện gì thì cứ nói đi, đừng có vòng vòng vo vo nữa. Bạch minh chủ thật là thẳng thắn, nhưng mà Thẩm gia tôi rất coi trọng lễ nghĩa, lần đầu đến đây tất nhiên là không thể thiếu quà gặp mặt được. Ha ha ha. Cậu muốn làm gì? Không biết. Này, cầm lấy, đừng khách khí. Soạt. Phong tỷ, cầm lấy đi. Thẩm ca, sau này chúng ta chính là huynh đệ. Anh là đại ca, em là tiểu đệ. Có chuyện gì cứ việc dặn dò. Ha ha ha. Cảm ơn Thẩm công tử. Vì một thỏi vàng mà lật mặt còn nhanh hơn cả lật bánh tráng. Này, Bạch minh chủ của cô ở đây. Thẩm công tử đến đây chỉ để tặng quà gặp mặt thôi hả? Soạt. Bạch minh chủ, 3 ngày sau Thẩm gia sẽ tổ chức một buổi tiệc chia tay. Đến lúc đó, những người máu mặt ở Độc Lập Châu đều sẽ đến. Mong Bạch minh chủ cũng đến tham dự buổi tiệc. Lại là chuyện này, chia tay vinh quang lắm hả? Cứ thích làm lớn cho cả cái Độc Lập Châu này đều biết. Chỉ cần tham gia yến tiệc của Thẩm gia, ắt sẽ có quà. Quà. Thẩm ca, em cũng muốn tham gia. Được được được, sẽ có hết mà. Vậy chúng ta gặp nhau tại bữa tiệc nhé. Thẩm ca đi thông thả, có gì nhớ đi gọi điện thoại cho em. Phong tỷ, đại công tử Thẩm gia đó quả thật là đại gia à nha. Sau này chúng ta phải liên lạc thường xuyên với Thẩm ca mới được. Tháo ra. Phong tỷ, chị có tham gia yến tiệc không? Đã tiếp nhận thiệp rồi thì phải đi thôi. Nói nhảm, lúc nãy cậu không nghe Thẩm ca nói à? Đi thì sẽ có quà đó. Tên bắt đầu này cứ như là anh em thất lạc nhiều năm với tên Nhiếp vô danh kia vậy. Mấy ngày nay, ban ngày thì làm việc ở Không Sợ Minh, buổi tối thì về Nhiếp gia với Đường Đường. Đến nỗi điều tra việc mà Dịch Thủy Hàn đã giao phó cũng có chút khó khăn. Đường Đường, con ngủ chưa? Mẹ, con vẫn chưa ngủ. Đường Đường, con không thích mẹ sao? Đường Đường thích mẹ mà. Người mẹ đang nói là mẹ ruột của con đấy. Không phải Đường Đường không thích mẹ ruột, mà chỉ là thích mẹ hơn thôi. Đường Đường, mẹ con lúc trước là người như thế nào?
Con vừa ra đời thì mẹ đã bỏ đi rồi. Tình thương của cha mẹ đối với Đường Đường có lẽ là rất lạ. Tuy rằng mình không phải mẹ ruột của Đường Đường, nhưng sau khi gặp Đường Đường lần đầu tiên, cứ bất giác xem Đường Đường là con trai của mình vậy. Thậm chí là muốn đem tất cả những gì mình có cho Đường Đường, mặc dù là bản thân mình chả có cái gì. Đường Đường, con và mẹ con đã từng xét nghiệm DNA chưa? Trước khi cô ấy về nhà thì có xét nghiệm qua rồi, không có vấn đề gì cả. Theo lý mà nói, đã xét nghiệm DNA rồi thì sẽ không có vấn đề gì, nhưng cũng có khả năng là làm giả kết quả. Nếu như suy đoán này là thật, để có thể lừa được Nhiếp gia, chuyện này chắc chắn không dễ dàng. Nếu như Nhiếp Vô Ưu thật sự là giả, và nếu mình muốn sống chết không buông, e rằng nguy hiểm đến tính mạng. Không đúng, mình đang là minh chủ của Không Sợ Minh, thì có ai dám gây rắc rối gì đến Không Sợ Minh cơ chứ? À đúng rồi, Đường Đường, mẹ có thể nhờ con một chuyện này không? Dạ được, mẹ cứ nói đi. Mẹ muốn cái đó để làm gì vậy ạ? Đường Đường ngoan, bây giờ mẹ không thể nói cho con biết được. Đường Đường, con có làm được không? Dạ, con làm được. Đường Đường nhất định phải nhớ rõ, chuyện này là bí mật giữa mẹ và Đường Đường, không được nói cho ai biết hết nhé. Đã nhớ chưa? Dạ, con hiểu rồi. Chỉ cần Đường Đường làm theo lời của mình thì chắc chắn sẽ biết được thật giả thế nào. Dù cho cô Nhiếp Vô Ưu đó có là người thật việc thật, mình cũng sẽ có được câu trả lời cho Dịch Thủy Hàn. Tôi đến tham gia tiệc chia tay của Thẩm đại công tử. Đẹp quá, cô ấy là ai thế? Hoan nghênh quý cô. Reng reng reng, thật ngại quá. Không sao. Đại thiếu gia, ngài nói gì cơ? Để tôi đi đón Tu La chủ sao? Lẽ nào buổi tiệc chia tay của Thẩm đại công tử cũng mời cả Tu La chủ sao? Còn có Kỷ Hoàng Á. Đúng là có máu mặt thật nha. Xin lỗi thưa quý cô, tôi phải đi đón hai vị khách mời quan trọng. Cô có thể ở đây đợi tôi một chút được không? Được, không sao cả, cậu cứ đi đi. Xin cho tôi qua. Nhìn vậy chắc là cùng lúc đón cả Tu La chủ và Kỳ Hoàng đến đây rồi. Ôi. Các cô. Đụng chúng người khác mà không xin lỗi sao? Có biết điều không thế? Ăn diện ngây thơ đáng yêu như vậy là để câu dẫn mấy người đàn ông xung quanh Thẩm ra à? Cái loại gái điếm như cô từ đâu chui ra vậy? Có biết trước sắp biết sau không? Ai cho phép cô đứng đây cản đường thế hả? Hả? Nghe bảo hễ cứ là buổi tiệc của Thẩm gia thì sẽ luôn có những cô gái quanh quẩn đâu đây, với hy vọng là sẽ chạm mặt tình cờ rồi vẽ nên một câu chuyện tình yêu, sau đó thì một bước lên mây. Xem ra mấy người trước mặt này đã xem mình là loại người đó rồi. Nếu như cô định câu dẫn đại công tử Thẩm gia thì tôi khuyên cô nên bỏ cái ý định đó đi. Thẩm đại công tử là của tôi, hiểu chưa? Cô điếc rồi hả? Chị Châu đang nói chuyện với cô đấy. Cô chưa nghe qua Châu gia ở Vân Thành à? Đại tiểu thư của Châu gia mà cũng không biết sao? Đó là Kỷ Tu Nhiễm, Kỷ Hoàng, còn có Tu La chủ. Chị Châu, Kỷ Hoàng và Tu La chủ đang đến chỗ tụi mình kìa. Bọn họ đang nhìn chị đấy, trời ơi. Nếu như là Kỷ Hoàng thì đến Thẩm đại công tử chị cũng chẳng thèm để ý nữa. Quý cô kính mến, thành thật xin lỗi đã để cô chờ lâu. Không sao. Tiểu Phong, em đến rồi hả? Vâng. Tu La chủ, lâu rồi không gặp. Anh vậy mà lại có nhã hứng này nhỉ? Không nghĩ là có thể gặp được cậu ở tiệc chia tay của Thẩm đại công tử đấy. Minh chủ Bạch Phong,
có khi còn có nhã hứng hơn cả tôi đấy. Các vị, xin mời vào trong. Chị Châu, vị Châu tiểu thư đó lại la hét om sòm với minh chủ của Không Sợ Minh à? Sợ là lần này Châu gia gặp xui xẻo rồi. Ha ha, Bạch Phong người ta là thân phận gì rồi? E là nãy giờ chỉ xem cô ta như không khí thôi đấy. Cô ấy là Bạch Minh Chủ. Lúc nãy mình đã... Tiểu Phong, khi nào có thời gian thì sang nhà anh ăn cơm nhé. Được thôi, nhìn. Sao thế? Hôm nay nhìn em, sao kỳ lạ lắm hả? Rất đẹp. Vậy sao em cũng thấy vậy? Mình không tin rằng sẽ có người đàn ông nào mà không thưởng thức nét đẹp hoa rơi trên mặt hồ liễu nghiêng trước gió này. Lúc trước khi mình giả vờ yếu đuối một chút trước mặt Tư Dạ Hàn, hiệu quả vuốt lông tăng gấp đôi. Trước đây chưa từng thấy em mặc như vậy bao giờ. Bởi vì... Nhìn trộm. Vì người mình yêu mà ăn diện thôi. Răng rắc. Hơ hơ. Nếu trực giác của mình không sai, chỉ cần Kỳ Hoàng ở đây thì người nào đó sẽ lộ ra một chút sơ hở. Xin mời ba vị qua bên này. Ha ha ha, Kỳ Hoàng, khách quý, đúng là lâu lắm rồi mới gặp lại cậu. Hôm nay mọi người có mặt đầy đủ tham dự buổi tiệc của Thẩm gia, thật là một niềm vinh hạnh lớn lao cho Thẩm gia chúng tôi. Chú Thẩm nói gì vậy? Có thể tham dự buổi tiệc của Thẩm gia, đó là vinh hạnh của tôi mới phải. Ha ha, Kỳ Hoàng, cậu thật là khách sáo quá rồi. Tù là chủ, chúng ta cũng đã nhiều năm không gặp rồi nhỉ? Hôm nay nhất định phải uống vài ly đấy nhé. Thế nào hả? Chú Thẩm khách sáo rồi. Nếu chú đã nói như thế thì chắc chắn phải nâng ly thôi. Mời mọi người vào trong. Vị gia chủ Thẩm gia này đúng thật là biết ăn nói. Thảo nào lại có thể kinh doanh ở mọi ngóc ngách trong Độc Lập Châu. Sao mình lại thấy có chút gì đó kỳ lạ? Này, người đẹp. Tôi thật sự rất vui khi gặp được cô. Nếu như cô không tới, thì bữa tiệc này của tôi có còn ý nghĩa gì nữa? Anh tổ chức tiệc chia tay thì có liên quan gì đến việc tôi đến hay không? Nào, cầm lấy, không có mật khẩu đâu, cứ quẹt thoải mái. Soạt. À, cái này, sao lại đưa thẻ ngân hàng cho mình? Đây là quà tham gia buổi tiệc sao? Đúng vậy. Nhưng đa số mọi người thì tôi tặng thỏi vàng, chỉ riêng cô là tôi tặng thẻ ngân hàng thôi đó. Đến quỷ với ông tướng đại gia này luôn. Ha ha ha, chú em Thẩm, lâu rồi không gặp. Anh Nhiếp đến rồi đấy à? Nào, thỏi vàng mà em đã nói đây. Đưa tay. Coi chú kìa, chú em Thẩm, mối quan hệ này của chúng ta, chú đừng có khách sáo như thế. Em gái hữu danh, cô cũng đến rồi sao? Vừa mới đến. Thẩm sư huynh, chúc huynh chia tay vui vẻ. Hoan nghênh, nhìn xem là lính đánh thuê cấp SSS của Xích Diễm đấy. Thẩm sư huynh, Thẩm gia đại công tử cũng là người của Xích Diễm sao? Đừng xem thường chú em Thẩm, nó là một trong số ít lính đánh thuê cấp SSS của học viện đấy. Cấp SSS? Chẳng phải là Thẩm gia chỉ làm kinh doanh thôi sao? Không chú trọng đến võ thuật. Thẩm công tử vậy mà lại là học viên có cấp bậc cao nhất SSS. Đúng rồi, không phải trước kia đã bảo rồi sao? Ở bên ngoài phải gọi biệt hiệu lính đánh thuê của tôi. Vâng, tử thần sư huynh là sơ suất của em.
Công tử của Thẩm gia thế mà lại là tử thần. Trước đây nghe tam trưởng lão có nhắc đến, lính đánh thuê mang biệt hiệu tử thần, có võ công cao ngất trời, ngang ngược không ai cản được ở Độc Lập Châu này, là do chú em Thẩm bỏ tiền ra đó là sao? 2 năm trước, chú em Thẩm tìm đến tử thần, dùng một số tiền lớn mua biệt hiệu tử thần từ hắn ta. Nên là nói về mặt bản quyền thì tên tử thần này là thuộc về chú em Thẩm rồi. Còn có vụ này nữa hả? Biệt hiệu mà cũng mua được. Vậy cấp SSS của Thẩm đại công tử chắc không thể nào là mua đâu nhỉ? Chắc chắn là không mua được rồi. Chú em Thẩm đã tân trang lại học viện Xích Diễm, còn xây thêm một tòa ký túc xá rất xa hoa, cống hiến rất nhiều cho học viện đó. Cho nên nó đã dùng sự đóng góp ấy mà lên được hàng ngũ lính đánh thuê cấp SSS. Ủa, cũng có khác gì mua đâu. Cô đừng có xem thường Thẩm công tử. Thẩm công tử đã hoàn thành được nhiệm vụ khó khăn cướp hoàng hóa của thế lực Atula. Sau đó thì sao? Atula cứ như vậy mà bỏ qua à? Sau đó Thẩm đại công tử đã cho Atula mấy ngàn vạn, chuyện đó là xong. Lợi hại không? Sức mạnh của đồng tiền á? Được đó, quá đại gia rồi. Hai người đang nói gì vậy? Không có gì, khen anh giỏi thôi. Đúng đúng đúng, chú em Thẩm giỏi miễn bàn. À đúng rồi, chú em Thẩm chỉ là chia tay mà thôi, làm gì mà khoa trương dùm em thế. Chia tay nên vẻ vang một chút. Được đấy, việc chia tay của chú em Thẩm không phải như việc chia tay của người bình thường, nên vẻ vang một chút. Ban đầu em cũng nghĩ như thế đấy, nhưng mà bây giờ em muốn đổi tiệc chia tay này thành tiệc cầu hôn, anh thấy sao? Nhìn tôi làm gì, liên quan gì đến tôi? Người đẹp, em có bạn trai chưa? Đã kết hôn chưa? Tiến sát. Chưa, sao mà có bạn trai được? Hoàn toàn chưa có. Anh tiếp lời cũng lẹ quá đấy. Anh Nhiếp, nói thật em cũng không giấu giếm gì, em đã trúng tiếng sét ái tình với vị tiểu thư này rồi. Chú em Thẩm, tôi nói cho chú biết, cô ấy là con gái nuôi của mẹ tôi. Người khác theo đuổi đứa em gái này của tôi thì tôi một tay sẽ đánh chết hắn. Ừ. Nhưng chú em Thẩm thì không phải là người khác. Tôi miễn cưỡng chấp nhận hôn sự của hai người, nhưng sính lễ thì... Anh Nhiếp, anh yên tâm, sính lễ không thành vấn đề. Em cũng là người có liêm sỉ mà. Người đẹp, tôi thích em có thích tôi không? Đợi đã, tôi còn không biết tên anh là gì mà. Tình huống gì vậy trời? Tôi tên Thẩm Thiên Trần. Ồ, không thích. Ha ha ha, được, cô là người con gái đầu tiên từ chối tôi đấy. Ôi, những người con gái thích tôi chẳng qua là vì họ chỉ thích tiền của tôi thôi, chứ không phải là tài hoa của tôi. Chú em Thẩm, tài hoa của chú là gì thế? Có tiền, I am rich. Em gái tôi có thể hẹn hò với một người thành thật nói không với đạo đức giả như cậu. Tôi hoàn toàn yên tâm, tôi đồng ý hôn sự của hai người. Bộp. Em gái hữu danh, tỉnh táo lên. Cô mà xong xuôi được với chú em Thẩm thì tất cả mọi thứ của Thẩm gia đều là của cô đó. Tôi cũng được thơm lây tốt biết bao. Chủ yếu là anh được hưởng ghé chứ gì. Anh Nhiếp, anh đừng có ép cô ấy. Dưa hái sớm không ngọt. Tôi thật ngưỡng mộ người đàn ông không làm khó người khác như chú em Thẩm đây. Nhưng suy cho cùng thì hôm nay là tiệc chia tay của chú, nên mau đến sảnh tiệc thôi. Hai người này trước đây như lửa với nước, sao bây giờ lại nhìn như hai người bạn lâu năm thế kia? Lòng dạ như vậy thật là đáng sợ. Ăn đi chứ, thất tinh, ra sức ăn vào.
Ăn cái đó là quá lời rồi. Ăn cái này đắt nè, gấp. Lát nữa, chúng ta đi về thì làm cái bao tải gói một ít mang đi. Nhồm nhoàm, nhồm nhoàm. Hay là cậu qua bên kia ăn đi, tôi ở đây đợi cậu. Lão Thất, cậu cũng ăn đi chứ, lát nữa chúng ta qua bàn khác ăn, tôi mới thấy bàn khác còn có nhiều món ngon hơn nữa. Cạn lời, thật là làm mất hết thể diện nhà bà rồi. Không sợ Minh lẽ nào không cho cậu ta ăn ngon say sao? Sao chị Phong vẫn chưa đến nhỉ? Điện thoại cũng không gọi. Nhìn. Phong tỷ, sao nay mặc đồ điệu đà quá vậy? Che. Không phải tôi, cậu nhận nhầm người rồi. Mặc đồ điệu đà là thế quái nào? Sao lại thế được? Chị rõ ràng là Phong tỷ mà. Mặc dù có chút điệu. Phong tỷ, được rồi, là tôi đây. Em nói rồi mà, làm sao có thể nhầm được. Phong tỷ, đồ ăn ở Thẩm gia ngon lắm đấy. Chị cũng mau nếm thử đi. Không cần đâu, tham gia tiệc nhà người ta có thể lịch sự một chút được không? Cậu đói đến như vậy à? Biết được Thẩm gia hôm nay tổ chức tiệc, 2 ngày nay em đã không ăn cơm, chính là vì bữa ăn này đây, chuẩn bị đầy đủ. Phong tỷ, nếu chị không ăn thì em và Lão Thất đi ra phía trước ăn đây. Tôi có thể không đi không? Làm sao mà được, một người ăn không hồi vốn được. Đi lẹ đi, tuyệt đối đừng nói mình là người của Không Sợ Minh. Gái đi qua bên Tu La Chủ với Kỵ Tu Nhiễm xem thử. Đây có phải là tiểu thư Oản Oản không? Vô Ưu, đây là vị tiểu thư trước đây từng giúp tôi chăm con trai một thời gian. Cũng không biết đã dùng thủ đoạn gì lại làm cho con trai tôi nhận cô ấy là mẹ. Giờ thì chạy đến Nhiếp gia, muốn làm con gái nuôi của mẹ tôi. Chị Vô Ưu này, đừng nói như vậy chứ. Dù thế nào thì cô ấy cũng từng chăm sóc Đường Đường một thời gian mà. Linh Lung à, với thân phận của Đường Đường, cô ta chăm sóc Đường Đường, chị sợ rằng có ý đồ xấu. Loại người như cô, sao lại được tham dự tiệc của Thẩm gia? Chẳng lẽ lén chạy vào đây để quyến rũ công tử nhà nào à? Phục vụ, xin hỏi tiểu thư đây, có gì cần giúp đỡ sao? Người phụ nữ này có thiệp mời không? Thật ngại quá tiểu thư, cô có thể cho tôi xem thiệp mời một chút được không? Được chứ, anh xem đi. Thành thật xin lỗi quý tiểu thư cao quý, ngài quả thật là khách quý mà đích thân Thẩm đại nhân công tử mời đến. Tên ngu ngốc này, thứ hạ đẳng cũng không biết động não. Thẩm gia là nơi nào chứ? Không có thiệp mời làm sao có thể vào được? Tôi nghi ngờ người này không có thiệp mời. Anh có cần đi kiểm tra một chút không? Làm phiền tiểu thư lấy thiệp mời ra. Hỗn láo, anh không biết tôi là ai hả? Thật xin lỗi, nhưng đây là trách nhiệm công việc của tôi. Phiền quý tiểu thư trình thiệp mời ra. Oản Oản, chỉ là hiểu lầm thôi, đừng để bụng. Lấy đi, nhìn cho kỹ vào. Bộp, ha ha. Chuyện nhỏ ấy mà. Xin lỗi, làm phiền ngài rồi, không thèm để ý. Còn điếm hôi hám. Này là cái thứ gì chứ? Tao nhất định sẽ làm cho mày đẹp mặt. Tam tiểu thư hay là... Bốp.
Tam tiểu thư. Bốp. Cô. Hức hức. Cô gọi tôi là gì?